Chào mừng các quý vị khán giả đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu bi cầu được làm từ đá thạch anh pha lê trắng, độ trong rất chi là tốt. Một quả bi cầu được làm từ thạch anh trắng mang lại nguồn năng lượng rất tốt cho gia chủ. Mọi người có thể để ở phòng ngủ, đặt ở trên bàn làm việc rất chi là đẹp. Vừa có giá trị thẩm mỹ nhưng đồng thời nó cũng mang lại nguồn năng lượng giúp cho gia chủ tăng thêm tài lộc, tăng thêm vượng khí, trấn trạch và trừ tà rất chi là tốt. Quả bi cầu này thì có đường kính của đá nặng là 7,2 cm và nó có khối lượng nặng là 500 g, không tính đế, riêng đá không tính đế, được làm từ dòng thạch anh trắng pha lê hoàn toàn là tự nhiên. Cam kết là hàng chuẩn, hàng thiên nhiên tự nhiên. Tôi đã lên đế rất chi là đẹp, độ pha lê, độ trong rất chi là tốt, quả bi cầu có độ trong khá tốt luôn. Cam kết là hàng chuẩn thiên nhiên tự nhiên, nếu mà sai so với cam kết thì xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí nếu khách hàng bỏ ra kiểm định. Nếu kiểm định mà không phải thạch anh thì tôi xin cam kết đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng. Đó là cam kết của chúng tôi. Thạch anh trắng, mọi người nhìn đá tự nhiên thì nó sẽ không được đồng đều, không được đồng nhất như các dòng đá nhân tạo. Kiểu gì nó cũng có những cái gợn, những cái vân đá ở trong cái bi cầu này. Nói chung là hoàn hảo thì rất chi là hiếm. Và hiện cái quả bi cầu này tôi đang giao lưu cùng với quý vị với giá là 850.000 đồng. Khách hàng chuyển khoản trước sẽ ưu tiên bao ship toàn quốc. Nếu quý vị nào có nhu cầu muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Và quý vị đừng quên bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà kênh của tôi hàng ngày sẽ giới thiệu các sản phẩm đá phong thủy cho mọi người. Xin chào và xin hẹn gặp lại.